Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Hiện tại thì khách đang test V8 à, test với Bo là một Pro 8 và khách có một cái chiếc micro đó là Sennheiser 965 à, và bây giờ thì khách đang hát một bài trên cái con V8 này sau khi ta được setup à, mời mọi người cùng thưởng thức nha. Ngủ vui cùng ký ức về. Hay quá. Trong giấc mơ luôn gọi tên. Đôi khi tôi muốn cố quên đi, nhưng xóa sao ngàn về rồi. Em trở lại nơi đã từng, ngày đó khi ta gần về. Rồi một ngày em đã giọng khách rất là hay nha bạn. Trong cơn mưa tháng năm. Khách hát ít thầy cô nên hôm nay là mình chỉnh ít thầy cô chỉ để reverb thôi. Tôi đi vắng để tìm lại đúng nơi trước khi nào hoạt cơn mưa tới. Một giờ hạnh phúc say đã xa, cho em sẽ quay quay lại bài tình ca 8 năm dành cho em. Còn ngân vang hay tan biến theo mưa nhòa. Quá hay, quá tuyệt vời. Rồi từng ngày như vẫn thường, nàng có xua bớt buồn phiền. Những ước muốn rồi sẽ phải dần, vì giấc mơ qua một đêm. Trong cơn mơ như bất tận, vẫn thấy đâu đây một tiếng cười. Anh mà đây vẫn chưa tràn dịu dàng, khi giấc mơ qua. Dẫu trường làng bước trên phố quen, đôi cơn mơ tôi đi vào để tìm về đúng nơi trước khi ào ạt cơn mưa tới. Muốn sửa lại phút giây đã sai, cho em sẽ quay hoành lại bài tình ca 8 năm dành cho em. Vội tan trong mưa. Ít echo, không có hầu như ít, rất ít echo và khách chỉ xài vọt thôi, nhưng mà giọng khách rất là bay, rất là khỏe. Hay quá, quá hay.